Vâng, một mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà cái lô mai con quấn rễ của vườn mai nhà em á cả nhà. Thì mấy hôm trước em cũng có đăng rồi ha. Giá thì 8.000 một cây, em ship từ 30 cây và không có bao phí vận chuyển nha cả nhà. Thì hôm nay đây là chuẩn bị em nhổ để giao hàng cho khách đây ạ. Thì cái lô mai vườn nhà em thì mai rất là khỏe, trồng cây rất là mập nha cả nhà. Đây em sẽ quay cái phần ngọn cho cả nhà xem nha. Đó, cây rất là tươi tốt, cái này về trồng là khỏi sợ bị chết luôn cả nhà. Cả nhà nhìn cái lá thôi là đã biết cây nó mạnh khỏe như thế nào ha. Đây đó, cả nhà nhìn thấy không, cây rất là khỏe luôn. Đây nha, cái này về á, khi chúng ta trồng á cả nhà thì nên cắt cái ngọn ha. Cắt cái ngọn như vậy để làm gì, để cho nó bung tàn ra nha cả nhà. Để cho nó bung tàn ra thì trong cái quá trình vận chuyển á, thì tụi em sẽ đóng vào một cái bao lưới nha cả nhà. Đóng vào bao lưới thì trong quá trình vận chuyển, tức nghĩa là mấy ngày mới đến nhà, qua quá trình vận chuyển thì sẽ truyền từ xe này sang xe khác. Nhất định thì cây nó sẽ bị rụng một ít lá, nhưng mà không sao hết cả nhà. Cái đó cả nhà yên tâm ha. Bởi vì khi nếu mà ai kỹ về trồng mà chúng ta nên cắt ngọn, và đặc biệt là có thể lãi lá luôn, thì sau đó chúng ta dăm ra đất tưới dưỡng rễ thì những cái cây mai đó nó phát triển rất là khỏe ha, nó ra đọt đâm chồi để nhánh rất là nhiều. Đây em sẽ quay phần đi cho cả nhà xem nha. Thì cái lô mai này là mai ôm hạt nha cả nhà, mai ôm hạt màu vàng, và cái cánh hoa của nó là từ 5 đến 12 cánh. Thì loại này là cái hạt lộn xộn nha. Thì em cũng lưu ý, bên vườn mai em bán rất là thật. Cái này là em mua hạt ở ngoài chợ về ương lại nha cả nhà. Em mua hạt ở ngoài chợ về ương, cho nên là cái cánh hoa của nó là lộn xộn, em không biết mặt hoa là như thế nào. Thì trong đây nó cũng có mai thường và mai giảo Thủ Đức, nói chung là từ 5 đến 12 cánh ha. Đây là những cây mai này là em tuyển ở ngoài vườn về nha cả nhà. Em tuyển những cái hàng chất lượng, hàng cây khỏe, cây đẹp trước thì em giao, còn những cái cây nhỏ thì em sẽ để lại em chăm ha. Thì bên vườn mai nhà em tự làm tự cung cấp cho chúng ta, chứ là em không có mua đi bán lại, cho nên cả nhà yên tâm, và không có mất cái một cái phần chi phí hoa hồng nào, cho nên là cây nó cũng giá nó cũng rất là hữu nghị. Thì cả nhà biết rồi á, là có khách hỏi em vì sao lại có loại 5.000, 6.000 nữa. Thì em cũng xin giải thích là thì tiền nào của đó cả nhà. 5 đến 6.000 thì cũng có cây lớn, cây tốt như vậy này, nhưng mà cái bộ rễ của nó không được như vậy đâu nha. Bởi vì cái lô mai nhà này em là chuyên đi thuê mấy cô mà chuyên quấn rễ những cây mai á cả nhà. Họ quấn rất là khéo để về ngồi quấn từng cây một ha. Và lưu ý là cái lô mai này em quấn rễ cực kỳ đẹp. Và đây em sẽ giới thiệu phần rễ cho cả nhà cùng xem nha. Đây cả nhà, rễ lô này mai này cực đẹp nha. Còn cái loại 5-6 ngàn á cả nhà thì chỉ như là những cái rễ mà chúng ta thắt, dạng như là thắt qua thắt lại thôi cả nhà, chứ nó không có được như thế này đâu. Đây, ví dụ như là trái bí ha, thì cả nhà biết không, ở chính giữa này là một cái cục chỉ sơ dừa ha. Đây em mời cả nhà xem nè. Khi quay á, thì khi quấn á, thì chúng ta sẽ có một cái cọng chỉ sơ dừa. Sau đó là chúng ta sẽ cầm cái rễ quấn rất là kỹ, cho nên là về cái lô này em cũng mất rất là nhiều công, cho nên là giá 8.000 thì thực ra nó cũng không cao cả nhà. Còn ví dụ như cái loại 5-6 ngàn thì quấn rất là đơn giản. Và như cả nhà cũng biết thì cây mai đó là nhất rễ nhì thân đúng không ạ? Nhất rễ nhì thân, cho nên là người ta rất là đặc biệt quan tâm đến cái bộ rễ. Bởi vì cho dù cây mai nhỏ như thế nào mà nếu có cái bộ rễ và cái dáng đẹp thì chắc chắn giá trị nó sẽ nâng cao hơn rất là nhiều so với những cái cây mai mà có cái gốc bự, gốc to đi chăng nữa mà rễ nó không đẹp thì giá nó cũng không bằng nha cả nhà. Cho nên là trong cái quá trình trồng á, thì lâu ngày vài tháng, cả nhà cũng nên lựa chọn cho mình những cái cây có bộ rễ đẹp ha. Mặc dù giá hơi nhích hơn chút xíu thôi, nhưng mà sau này cái vườn nhà mai nhà chúng ta nó sẽ có giá trị rất là cao. Đây cả nhà, thì vườn mai nhà em nó có rườm trái bí nè, trái bí lò xo, rồi những cái hình thú rễ quái cả nhà. Đây nó ra, sau này nó sẽ ra những cái rễ hình thú, rồi trái bí lò xo rất là đẹp cả nhà. Đó, những cái đế ngang đế quái rất là đẹp nha. Đây, chắc chắn là những hình này sau này nó sẽ ra những con thú. Con thú thì do tự chúng ta tưởng tượng thôi nha cả nhà, chứ là em cũng không biết ra. Nhưng mà cái lô này thì không có rắn rít nha cả nhà.
nó có lò xo rồi tổ chim. Ví dụ như những cái tổ chim tròn như thế này đây, sau này nó lên rễ rất là đẹp luôn. Đây cả nhà nhìn thấy nè, rễ đặc biệt là lô bên em để rất là to, rất là đẹp nha. Thì cũng lưu ý rằng khi em gửi á thì nó không có lồi rễ như vậy đâu nha cả nhà. Bởi vì cả nhà biết sao không, đây là em chỉ môi một số cây để cho cả nhà xem về cái mẫu bộ rễ. Trước khi giao hàng thì em cũng cho bên khách hàng chúng ta kiểm tra hàng ha. Thì rễ nó cũng giống như vậy thôi, nó là một lô cả nhà. Tuy nhiên thì cái này em môi em rửa cho nên là cả nhà nhìn thấy, chứ còn mấy cây kia thì không thấy nha. Mấy cây kia thì không có thấy. Mấy cây kia thì nó cũng nằm ở bên dưới thì nó cũng y chang như thế này thôi. Thì lô này là rễ lộn xộn nha cả nhà, rễ lộn xộn. Đây em sẽ quay sơ lược cái loại rễ cho cả nhà cùng xem nha. Đó, rễ thì vừa có lò xo, vừa có bí, vừa có xoắn ốc, rồi vừa có những cái hình rễ rất là quái ha. Đó, đây cả nhà. Còn cái phần chiều cao cả nhà, chiều cao thì cây cao tầm khoảng em sẽ đo nha, 1 gang tay, 2 gang tay, 3 gang tay thì tầm khoảng 4 tấc đi lên cả nhà, 4 tấc rưỡi đến 5 tấc, và cũng có cây 6 tấc luôn nha. Và cái bộ rốc của nó rất là mập, rốc của nó thì bằng cái đầu đũa ăn đi lên, cây rất là cứng cả nhà. Đó, cái loại này về trồng đảm bảo là sẽ không bị chết đâu ha. Bởi vì cái loại này em cấy cũng gần 1 năm rồi cả nhà, em cấy cũng gần 1 năm rồi. Cho nên là cây rất là khỏe. Thì cái cây bằng đầu đũa ăn đi lên nha, bằng đầu đũa ăn đi lên. Đó, đây cả nhà, thì rễ rất là đẹp cả nhà. Đó, luôn nè, có những cái hình tổ chim nữa nha. Đó, có hình tổ chim nữa. Cả nhà nhìn thấy đa dạng đủ kiểu. Thì người ta trồng mà người ta ưa chọn lộn xộn như thế này cả nhà, để sau này cái rễ nó lên đủ kiểu đa dạng trong vườn mai. Chứ còn ví dụ như ta chọn một cái loại bí không á thì sau này nó có một kiểu cũng không có đa dạng nha cả nhà. Đó, đây rồi, chiều cao là từ 4 tấc rưỡi đi lên ha. Rễ thì quấn đủ kiểu lộn xộn, vừa có bí vừa có lò xo và những cái rễ cực quái ha. Thì giá em bán 8.000 một cây, nếu mà ai lấy 30 cây thì em sẽ ship, nhưng mà không có bao phí vận chuyển nha cả nhà. Còn nếu mà ưu đãi cho những anh khách nào mua 100 cây trở lên thì em sẽ bao phí vận chuyển tới nhà, đồng thời sẽ tặng thêm 5 cây nha, 5 cây cho quý khách ha. Đây, đó, em quay cho cả nhà cùng xem nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, mai bên vườn nhà em cực kỳ cứng nha. Đó, cây rất là đẹp, rất là cứng luôn á cả nhà. Đó, cả nhà nhìn cái phần ngọn thôi là đã biết nó tốt nó như thế nào rồi đúng không? Đó, sao em quay cho cả nhà cùng xem nha. Rồi, xin mời cả nhà, ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của Chích Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Xin liên hệ em qua số điện thoại bên dưới, em có để 2 số nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai ạ. Xin cảm ơn ạ.